Rồi rồi. Cái gì? Cắt mất điện thoại. Cái vụ gì? Bỏ điện thoại. Bỏ điện thoại đây. Mới bỏ là mất tiêu hả? Có tiền không? Có ngàn bạc không? Bỏ đi. Rồi. Lại cái ngàn đó rồi không thấy. Ừ. Nè, đợi tao không có điện thoại hay vậy? Ôi trời, tao có thấy rồi. Có ngàn tiền không? Có ngàn. Nhờ ngàn nó mới phát hiện. Nhờ ngàn nó mới phát hiện đó. Lòng anh sột quéo chân. Kiếm gì vậy? Sột quéo chân. Có ngàn đâu. Ngàn quý lắm. Ủa, tiền đâu hết trơn, còn ngàn vậy? Bỏ đi bớt đâu. Tiền còn không? Còn. Ừ, để không có để mất nữa nghe. Nghe. Trời ơi, cúng nước luôn kìa, dữ chưa? Ở đây xong rồi, rút ngang rồi, vô trong kìa. Chụp cái bánh á. Chụp lại chụp nhẹp. Thôi để đi không sao đâu. Để lại đi. Dỡ là dỡ vô lát nó chụp nhẹp luôn á. Vậy em chút xíu cám kèm ha. Rồi xíu cám kèm đi. Đợi MC xuống. Đợi MC xuống đi. Ừ, chờ MC xuống. Để MC cái cây. Cái này sẽ đang thú vậy. Mệt. Ủa mệt đen hay ngộ ta? Thường hay bị mệt là đen hay ta ngộ á? Thì giấc lúa dân nắng đen. Ờ trả lời cho đúng. Đi giấc lúa dân nắng đen. Qua đi hụt. Hụt quá. Qua đi hụt hả? Qua đi hụt. Qua đi hụt. À, là đi nhậu phải không? Nhậu. À, đi nhậu là hụt. Có nghĩa là hôm qua còn rất là ít lúa cho nên là đi hụt. Ngày qua hụt nhiều không? Nhiều. Thùng bia với 24 lít rượu. Mấy người. Thùng bia 4 lít rượu. Mấy người. Trời ơi, trời cũng khá ha. Cái dữ luôn rồi. Cái này hụt thường không? Sợ bơ sợ. Đang cái xe đạp á. Sợp. Cái này hụt thường hay là lâu hụt một bữa? Thôi. À. Nãy giờ chờ sao ly xuống đó. Ủa trời, nãy mặc áo dài đẹp quá tự nhiên thay đồ này kìa. Ủa về đám nãy đám cưới giờ đám nhật. Trời nãy đám cưới mặc đồ áo dài giờ giành giật bên đám. Nãy MC bên đám cưới giành qua đây đã rồi giờ tháo cái áo dài ra thiệt tình. Nghe nói đồng thơ là nghe áo dài cho đẹp. Ừ. Tôi chờ MC xuống rồi MC gì thay đồ cái. Thơ là nghe đa tình tự cổ không những cái. Rồi 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 mấy chú chị gì em làm MC đó. Em điều khiển hết cái chương trình bánh kem. Ừ. Rồi vậy rồi tự nhiên rồi em chưa có sắp chương trình gì trơn á. Sắp gì thôi. Rồi mình là nghề mà sắp gì nữa. Ở trong đầu có sẵn móc ra hả? Dạ chào cô chú anh chị nha. Dạ, thì hôm nay là đây không không làm lại đi làm y gan cái MC mà chuyên nghiệp mà đi cái đám thôi tay rồi làm lại bắt đầu không được cái đó em phải có mì lô quyền nhà nhà làm lương á cái mì cái thầy rồi bắt đầu làm lại rồi xin hân hoan luôn action. Dạ chào quý cô chú anh chị nha, thì hôm nay là ngày sinh nhật của Trọng Nhân. Thì làm y vậy nữa. Sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của tất cả mọi người cũng như là Mạnh Thường Quân, đó là một điều rất là hạnh phúc. Nhưng mà hôm nay thì Trọng Nhân hạnh phúc hơn nữa là được tất cả các cô chú anh chị nha, Mạnh Thường Quân cùng nhau mà hỗ trợ để tổ chức một cái buổi tiệc sinh nhật thật là long trọng như ngày hôm nay. Thì cũng xin được thay mặt cho gia đình em Liễu nha, cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị khán giả luôn đồng hành ha, cũng như là quý Mạnh Thường Quân luôn hỗ trợ cho Trọng Nhân để hôm nay là có một cậu bé kháo khỉnh như ngày hôm nay nha. Dạ bây giờ mình có nhiều mình vỗ tay nhiều để. Rồi vỗ tay, buông điện thoại xuống vỗ tay mọi người. Rồi bây giờ mấy chú hát giùm đi chứ em không biết hát cái bài Happy Birthday. Không MC phải biết hát à. Không em hát tiếng Việt chứ hát gì tiếng Anh. Rồi hát tiếng Việt, biết tiếng Việt hát tiếng Việt. Dạ thôi thì hôm nay thì trong giây phút mà thiêng liêng này thì mời bé Liễu nha cùng đến để cầu nguyện cho Trọng Nhân nha. Rồi sau đây xin mời cha Trọng Nhân bước ra. Anh tính đau. À, rồi bây giờ quay mặt Trọng Nhân ra. Rồi bí Liễu cầu nguyện đi. Cầu nguyện đi. Để chị Ly dựng cho. Ở cái chừng nó lụng cái bánh kem, ẩm luôn đi Ly. Cầu nguyện cho trong trong lớp. Thông Minh cầu nguyện cho con Thông Minh nữa. Thông Minh. Quay lại cảm ơn quý cô chú luôn đồng hành nha. Rồi rồi. Chưa còn hỏi bánh kem nữa. Chưa còn nữa. Khác rồi thổi. Thì những điều ước chưa hát khỏi rồi Trọng Nhân sẽ thành hiện thực nha. Chúc cho Trọng Nhân luôn mừng trong lớn nha. Bây giờ mình cắt bánh kem nè. Thôi giờ dù sao cũng hát bài chứ, chúc mừng sinh nhật cháu đi chứ. Thì mấy anh hát đi. Sao không biết em xí bắt đầu cắm này cắm hai bên không anh chú làm giùm cái nè hai cả ẩm con đi chú quý anh chị đi cắt cho. Chú nhiệm mai đáng lẽ phải có cái cục pháo bự. Ê, cắm lên trước. Cắm góc xa xa thôi, để nó văng vô bánh. Vậy đây hai bên. Em tính cầm vậy luôn á. Mà lấy không biết cầm hay gì á. Rồi, nó
Rồi chuẩn bị hát chúc mừng sinh nhật nha mọi người, quẹt lên. Happy birthday to you. Mà Ly. Oh, hay quá. Quay qua đây giọng ngang, quay qua này ha. Hey to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Quay qua đây giọng ngang, quay qua đây. Vỗ tay, vỗ tay. Chúc mừng sinh nhật trọng nhân, chúc mừng ngoan trong lớn thông minh học giỏi. Mẹ Liễu cầm tay con, cắt. Rồi mời ai có quà mà không thì vô nghe. Thứ nhất, trọng nhân chúc cho quý cô chú anh chị cùng ngoại được sức khỏe bình an. Cách thứ hai là chúc cho mẹ Liễu sớm tìm được hạnh phúc mới. Hả nữa hả? Cách thứ ba là chúc cho trọng nhân luôn vươn cao vươn xa trong bầu trời của tương lai. Rồi để đáp lại cái tấm chân tình của gia đình đối với MC Sao Ly. Tại vì Sao Ly đang đi đám cưới và mấy anh em phải giành giật Sao Ly từ bên đám cưới về đây. Phải xin chủ nhà chàng thân. Rồi để đáp lại tấm chân tình đó thì sao mà xin mời Sao Ly cho tiền trong nhân. Bây giờ tới cái lễ rồi thì mời mấy anh mấy chị cô chú nào mà có những cái phần quà yêu thương mà lên để mình gửi tặng cho trọng nhân, xong mình ghi lại những tấm ảnh lưu niệm luôn nè. Rồi ai, bên đây mừng trước rồi ai chưa mừng bước vô. Rồi đầu tiên là MC trước đi. Hay quá. Thấy là bên phần của chị Thí ở thành phố Hồ Chí Minh là em có mua ba cái lẩu gà. Nói chung là tráng miệng hết này nọ luôn nha, là em có gửi trong gia đình rồi, cái đó là phần của chị Thí. Mà giờ chị Thí tới mà không có mời chị lên đây. Xíu mà xuống mình nhờ chị ăn với chị sau nha. Đó là của chị Thí ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì để em xíu nữa em. Rồi bánh kem này nọ là của cô Kim Hà cũng đã tài trợ, cũng đã làm biết trước rồi. Móc móc gì sao đi? Ai em gửi quà nữa đó. Vậy hả? Đó tại vì cũng như là để trả ơn cái công tới làm MC đó. À, đúng rồi. Rồi cái này là 1 triệu đồng. Của chị Thúy Hồng bên kênh của anh Minh Kha Đồng Tháp nha. Rồi gửi tặng cho trong nhân trong ngày sinh nhật. Sinh nhật. Cảm ơn chị Thúy Hồng nha. Thúy Hồng. Nhìn đây này nè. Hả? Quát tay. Quát tay lần đó. Thái một vậy đó. Giống như giọng nhân mong chúng lớn nha. Cũng xin được cảm ơn tất cả quý thường quân nha. Cảm ơn chị Thúy Hồng đã hỗ trợ cho trọng nhân. Đã. Rồi tới tới anh. Đây là phần quà của anh Mẹ Liễu. Rồi. Bác Út chúc cho trọng nhân là mau lớn nè, thông minh học giỏi nha con. Nè, cầu khách sẵn cho con nè. Cảm ơn con ạ con, cúi đầu ạ nè. Ạ cúi đầu xuống. Happy birthday. Rồi mời anh em tiếp theo. Xong hết rồi nè, làm xong hết rồi. Rồi xin trân trọng kính mời quý Mạnh Thường Quân còn ở bên ngoài hãy tranh thủ bước vào bên trong để chúc mừng cho trọng nhân. Chụp anh, chụp anh. Xin mời chị Thí, chị Dung. Thì hôm nay cái ngày sinh nhật của con. Liễu, hôm nay là sinh nhật của con thì em có gì muốn nói không? Cảm ơn Phát Tài Học Lập. Rồi vậy hết rồi đúng không? Xin mời chị Thí với chị Dung bước vô tặng cho cháu nụ hôn. Còn ngủ rồi. Cái tính anh cho ngủ rồi đấy. Quá à. Để đi xuống đây cắt bánh kem xuống cho ngủ. Rồi chị Thí thì mấy anh chị em đã có đại diện tặng quà rồi nha. Rồi bây giờ là chỉ là hôn thôi, chúc mừng sinh nhật thôi. Tặng quà là nha. Hôn đi. Hôn đi. Trời ơi. Nó biết ai giúp nữa đó. Nó nói ai mà đẹp vậy. Ủa ai giúp là nắm đầu vậy đó hả con? Rồi, quay đây chụp hình cái Liễu ơi. Rồi mời bà ngoại ra, bà ngoại ơi. Liễu
mời gia đình mình, cả gia đình mình vô, bước vô nè, mình sợ mình tính đâu. Rồi tập trung gia đình mình, tập trung ở đây. Lẽ ra thì mời gia đình vô trước nhưng mà gia đình nó giờ lu bu công việc của gì. Rồi à, cô ơi Duy Tấn. Mèo ơi, trời ơi, cái biểu không ngồi ơi. Bảy bà, kêu mẹ ra cái biểu gì. Mở ra luôn đi cô. Thằng nhân vô, thằng nhân vô giữa nè. Rồi gia đình mình có gì muốn nói với trọng nhân không? Cảm ơn tất cả mạnh quân từ trước đến nay đi. Giúp đỡ gia đình mình từ trước tới nay cả mạnh quân luôn. Nói đi, tính Minh Sọc có gì muốn nói không? Nói giúp cho trọng nhân giàu sức khỏe, phát tài phát lộc được rồi. Giúp cho trọng nhân phát tài. Rồi bây giờ sau đây là tiết mục tặng quà của các cậu với trọng nhân. Đó, rồi xin mời Minh Sọc khai trương. Khai trương Sọc. Sọc kém luôn rồi này, dài Sọc. Được, trời ơi, cái sinh nhật cháu mà Sọc chơi dữ lắm à. Trọng nhân giờ nè đó. Ừ, thấy không, Sọc chơi dữ lắm à. Sọc xài 500 không ra. Sọc kéo hoài nó không ra trời. Ủa thấy không? Ờ đưa trọng nhân. Thấy chưa? Vỗ tay, vỗ tay. Không, không, không. Không trọng nhân cái. Rồi bữa nay sinh nhật cháu, chú Sọp phải chơi cái đó chứ cậu Sọp chứ. Rồi xin chưa Sọp. Bây giờ thay mặt cho trọng nhân thì chúc Minh Sọp là dồi dào sức khỏe, phát tài phát lộc được rồi. Rồi cậu Tuấn sao ta? Cô Tuấn với bà ngoại là lo đám rồi phải không? Lo đám rồi. Lo đám rồi. Đâu phải dễ có cơ hội đấy. Chi đâu. Đấy, chương trình cắt bánh kem của bé trọng nhân đã xong thì xin video đến đây xin được khép lại luôn. Xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc sức khỏe tất cả quý vị.